Châu Ngọc Thủy xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Bây giờ là tối Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã thường xuyên vô kênh Châu Trường Vlog để theo dõi. Và chương trình tối hôm nay cũng không ngoại lệ, với bạn Minh Nguyễn, bình luận của bạn hay và rất có ý nghĩa. Rồi bạn Mạnh Vô Trong: quá đúng, sám hối đi rồi Cộng sản tha thứ cho. Nói Việt Tân đó, nên sám hối đó. Bạn Thúy Trần Minh: cây này tăng nhanh quá. Bạn Dương, bạn như bà mới đổi tên rồi mà tôi quên gì Dương đó. Châu Dương là tên con của bạn, bạn mới đổi tên. Tôi mới coi mới thấy, nhưng mà cái này tôi đã viết hồi chiều, hồi trưa, cho nên bây giờ đọc tiếp cho bạn. Là anh Thủy làm truyền thông theo cách nhìn của tôi, anh quá thông minh, là không chạm hàng, không giống ai. Cách làm này gần gũi khán giả của mình. Cảm ơn anh. Bạn Oan Nguyễn: Oan, tôi ở tận biên giới Lạng Sơn. Xin chào Châu Ngọc Thủy. Cảm ơn anh đã cung cấp nhiều thông tin bóc mẽ sự thật về băng đảng lưu manh Việt Tân để mọi người cảnh giác, không mắc mưu bọn chúng. Các bạn, chúng ta mỗi người ở mỗi nơi, các bạn cũng nên giới thiệu những bạn bè, người quen, mỗi người giới thiệu một vài người thôi, thì là cái kênh chúng ta đông và những ý kiến, những cái nói sự thật của tôi sẽ được loan tỏa đi nhiều người nghe hơn. Nhiều người nghe thì chúng ta sẽ tránh đi được cái sự lừa gạt. Bởi vì kênh của tôi luôn luôn nói những điều tốt lành, điều tốt đẹp để cho xây dựng cho mọi người có một đời sống tốt đẹp và nhàn nhã. Nhàn nhã, không có bực bội, không có tức tối, không có giận hờn, không có nóng nảy. Bởi vì tất cả mọi thứ đó nó đều không có việc gì tốt, không làm được, giúp cho chúng ta được một cái gì cả, mà chỉ hại chúng ta thôi. Cho nên sống ở đời, chúng ta phải biết lúc nào nguội, lúc nào nóng. Mà nóng thì có chừng mực thôi, nóng quá thì nó cũng banh máy. Banh ta lông, gọi là banh ta lông đó các bạn. Bạn Dũng Lê: nhìn mặt thằng này thấy tướng nịnh nọt và tâm ác, nó sàm sàm, chẳng có nội dung gì cả. Thì tôi sàm từ trước đến nay bạn, chắc bạn mới vô bạn chưa biết tôi sàm. Cho nên tôi xin lỗi bạn, bạn vô hơi trễ cho nên xin lỗi nha. Bữa sau bạn nhớ lần nào mà bạn đi vô kênh nào thì bạn sớm để biết cái kênh của họ làm như thế nào và cái chương trình của họ nói từ đầu đến cuối nó như thế nào. Thì dù sao cũng cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn cũng đã để lại những ý kiến, bình luận và chia sẻ. Bạn Tú Nguyễn thì nói như thế này: cứ mỗi lần các nhà lãnh đạo Việt Nam qua Mỹ làm việc, đám ruồi vàng lại vo ve vui đáo để. Bạn Thúy Kim: bạn này nói đúng, nước Mỹ là thiên đường của ai chứ không bao giờ là thiên đường của người châu Á. Người châu Á chỉ là hạng dân thứ hai, thứ ba trong xã hội Mỹ mà thôi, dù có địa vị gì trong xã hội nước Mỹ. Bạn Trung DS: Việt Nam vừa quyết định đưa tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Anh có thể chia sẻ một chút về ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Mỹ? Ngôn ngữ thứ hai mà người Mỹ họ gọi là English as a second language, viết tắt gọi là English, là second là S, language là L, gọi là ESL. Thì cái đó dùng cho những người nào, những học sinh nào không phải là người dân bản địa, không sinh tại nước Mỹ. Bởi vì không sinh tại nước Mỹ thì họ phải sinh một nước nào khác. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta là người Việt Nam qua Mỹ thì là đã sinh tại Việt Nam.
và ngôn ngữ chính của họ là ngôn ngữ Việt Nam. Và ngôn ngữ thứ hai là English, là tiếng Anh. Nó gọi là English as a second language, là như vậy, là ngôn ngữ thứ hai. Còn ngôn ngữ thứ ba là một cái ngôn ngữ chẳng hạn như Tây Ban Nha, hay là Pháp, hay là Đức, nó gọi là ngôn ngữ thứ ba. Bởi vì bạn phải cần, ở Mỹ, bạn phải cần cái ngôn ngữ thứ hai ngoài cái ngôn ngữ cha mẹ đẻ, ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của bạn ra. Thì cái ngôn ngữ thứ hai Việt Nam này bây giờ chúng ta áp dụng là ngôn ngữ thứ hai là trong trường học. Điều đó rất là đúng. Là vì sao? Cái ngôn ngữ thứ nhất là ngôn ngữ tiếng Việt, và ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, tức là bắt buộc các học sinh và sinh viên phải học cái tiếng Anh. Vì đó là ngôn ngữ thứ hai, chứ không phải là ngôn ngữ của mẹ đẻ. Rồi là một ngôn ngữ, bạn có thể lấy một ngôn ngữ thứ hai khác, nghĩa rằng là tiếng Anh, tiếng Pháp, tùy theo bạn muốn. Bởi vì ở Việt Nam không bắt buộc là bạn phải học tiếng Anh để giao dịch tiếng Anh. Còn bên Mỹ là bạn phải học tiếng Anh để giao dịch với mọi người. Vì là tiếng Anh là tiếng chính gốc của nước Mỹ, tới tiếng chính của nước Mỹ. Thành ra bạn muốn học tiếng Mỹ mà bạn là một không phải là một người Mỹ, thì tiếng Mỹ đối với bạn là một cái ngôn ngữ thứ hai. Cũng như Việt Nam chúng ta, như tôi nói đó, coi tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai, nghĩa rằng là coi tiếng Anh nó giá trị thứ nhì, còn những ngôn ngữ khác là thứ ba thôi. Bạn có học cũng được, không học cũng thôi, nhưng mà tiếng Anh là bắt buộc bạn phải học. Ví dụ như bạn ra trường đại học thì bạn phải học tiếng Anh tới cái tầng nào đó. Nếu bạn đi về Anh văn thì bạn học nhiều hơn. Đó là cái mà gọi là ESL. Đa số Việt Nam chúng ta khi qua Mỹ, các cô cậu du học sinh đi qua Mỹ phải lấy cái lớp ESL này, gọi là English as a Second Language. Đó, cho nên bây giờ các bạn đã rõ được cái vấn đề về cái chữ ESL là như thế nào rồi. Thường thì ngày xưa thì nó không cần thi TOEFL, rồi bây giờ thì đa số du học sinh cần phải thi cái TOEFL. TOEFL là thi về tiếng Anh đó bạn, thi về tiếng Anh. Còn có nhiều khi nó đòi phải thi SAT nữa, tức là SAT trong đó có cả tiếng Anh, toán, lý hóa. Đại cương là nó như vậy. Ngọc Trần: không cho chầu cờ vàng ba sọc đỏ là đúng, vì đó là cờ đám ma. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết 49 năm rồi. Bạn Tila: tôi ủng hộ Thủy và luật sư Hoàng Duy Hùng. Các bạn khỏi cần phải lo lắng những chuyện tào lao. Đất nước này có luật pháp, có người lo rồi. Các bạn khỏi cần phải lo chi nữa nghe. Nói các bạn đó, đừng có lo chuyện Châu Ngọc Thủy với Hoàng Duy Hùng gì cho nó mệt. Các bạn cũng biết là tôi thì chưa đi gặp ai hết, nhưng mà Hoàng Duy Hùng thì đi gặp rất là nhiều, đa số là các cựu nguyên thủ quốc gia, như thủ tướng, như chủ tịch nước, tức là các cựu chủ tịch. Tôi được thấy Hoàng Duy Hùng cũng đi gặp rất là nhiều. Thì dĩ nhiên các bạn khỏi cần phải lo chuyện của anh Hoàng Duy Hùng như cho mày. Còn tôi thì các bạn cần không lo nữa, bởi vì tôi chẳng gặp ai mà cũng chẳng có ai gặp tôi, thì cho nên các bạn đừng có gì phải lo hết cả. Tôi có tâm hồn văn nghệ, chỉ buồn mỗi ngày phải lo cho các bạn ba cái chương trình. Rồi mà khi nào rảnh đó thì tôi đi ca nhạc, có khi đi ca nhạc buổi sáng, có khi đi ca nhạc ban đêm. Vì ở vũ trường ở Đà Nẵng nó có chương trình buổi sáng các bạn, khoảng 9 giờ đến 11 giờ, 12 giờ. Rồi chương trình buổi chiều nữa, 5 giờ đến 7 giờ, 8 giờ có chương trình 8 giờ. Cho nên lúc nào bằng rảnh mà có đàn hoặc là có kép thì các bạn có thể tới vừa hát rồi xuống nhảy rồi bạn mình lấy hát. Nói chung mỗi người được hát một bài hát với một ly nước, tùy theo chỗ, có chỗ vài chục ngàn, có nghĩa rằng là 2 đồng, 2 đô la chứ không bao nhiêu cả.
mà chúng ta được vui chơi, được thoải mái. Đó là cái đời sống giải trí ở Việt Nam. Đó là những cho những vị lớn tuổi ngày xưa đó. Ngày xưa ở bên Mỹ, những người giải đầm là ít, có những người trên 30 tuổi. Nhưng mà bây giờ vô các vũ trường, chỗ những nơi mà hát cho nhau nghe đó, ít có những người dưới 50 tuổi. Nó ngược lại như vậy các bạn. Thì các vị đó cũng cho biết rằng là thứ nhất là vợ chồng hay là bồ bịch gì đó đi giải trí, đi tập thể dục cho nó khỏe người, thay vì ra bờ sông thì bây giờ vô trong vũ trường vừa hát vừa ca vừa có ly nước uống nữa rồi về nghỉ ngơi. Đó là cái đời sống của người Việt chúng ta. Còn người nào không thích những cái giải trí về văn nghệ thì có những quán ăn quán nhậu chỗ nào cũng có, giá cỡ nào cũng có cả, đồ ngon cỡ nào cũng có. Cái quan trọng là các bạn có chịu dành thời giờ, có bụng để ăn, có miệng để uống hay không. Đó mới là điều quan trọng. Bạn Thế Nguyên, nhạc sĩ Y Văn sáng tác bài hát 60 năm cuộc đời. Bây giờ bộn Việt Tân đã hơn 70 tuổi rồi, còn chống nhà nước Việt Nam gì nữa. Anh cứ quay cảnh Đà Nẵng chia sẻ cho tụi nó tức ôi máu. 60 năm cuộc đời, cái bài này là ca sĩ Mai Lệ Huyền hát là số 1. Tới bây giờ người ta khi gặp ca sĩ Mai Lệ Huyền, người ta vẫn yêu cầu hát cái bản này, bài hát này. Chỉ có Mai Lệ Huyền hát cái bài này mới là sôi động thôi. Mà ở Việt Nam bây giờ 60 tuổi cũng đã về hưu rồi, đã về hưu rồi. Mà các bác, các ông, các cụ ở bên Mỹ 70-80 tuổi mà đòi Việt Nam, về Việt Nam làm lãnh đạo, làm lãnh tụ, làm tủ lạnh, với lãnh tụ đâu bên Việt Nam mà có. Chỉ có tủ lạnh thì để dành cho các cụ nhiều lắm ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam giờ bây giờ tủ lạnh rất là nhiều, nhà nào cũng có tủ lạnh hết các bạn. Cho nên ngày không phải như ngày xưa, không phải như ngày xưa mà cả làng có cái nhà có tủ lạnh, nhiều khi cả quận, cả thành phố có vài cái tủ lạnh, về nhà có tủ lạnh thôi. Còn ngày xưa đa số là trong trại lính Mỹ thì họ có tủ lạnh ở trong đó. Và cái thời đó thì có một số nhà giàu thì họ có tủ lạnh. Còn sau này thì tủ lạnh thì thành lãnh tụ hết cả. Các là lãnh tụ đi qua bên Mỹ đó. Qua bên Mỹ làm lãnh tụ. Các bạn muốn làm lãnh tụ cứ qua bên Mỹ đi. Các bạn thấy Nguyễn Văn Đài không? Thấy tụi Hà Vũ không? Thấy ông Điếu Cày không? Ở Việt Nam nhà nước coi ông ra gì hết, bây qua bên Mỹ làm lãnh tụ liền. Lãnh tụ không cần lương nữa luôn, không cần có tiền, chỉ cần ăn bánh mì làm lãnh tụ là đủ rồi, mặc bộ đồ vest vô, bỏ tay vô túi, cầm micro là thấy sướng cuộc đời rồi. Đó, lãnh tụ kiểu bên Mỹ của cộng đồng đó các bạn. Bạn Việt Gamer, bởi vì cày để đủ tiền đóng thuế cho nước Mỹ. Bạn Xuân Hà Phạm, anh Châu Trương đúng là người yêu nước và chân thành và khách quan và vạch mặt những kẻ phản quốc luôn ủng hộ anh. Thiên Ái Nguyễn, nghe nói người Việt ở Mỹ hay gièm pha giành giật với nhau trong cùng một hãng. Dân Việt Nam qua Mỹ cắm đầu làm việc từ sáng đến tối, ra đường thì sợ gặp dân cờ vàng homeless nên không kết bạn với ai. Cái phần đầu mà bạn nói rằng là người Việt ở Mỹ hay gièm pha giành giật với nhau trong cùng một hãng, thật sự làm trong hãng xưởng hiếm khi mà người Việt với nhau làm chung một hãng lắm bạn. Đa số hãng điện tử mà làm về dây chuyền, làm về dây chuyền thì có thể mướn nhiều người Việt Nam. Còn mà làm trong hãng cũng có cái luật lệ của hãng bạn, đâu có phải bạn muốn giành giật cái gì là bạn giành giật, mà bạn muốn làm cái gì là bạn làm đâu, nó đuổi bạn liền. Vậy công việc rất là quan trọng. Ở nhà, ở ngồi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà bạn vô hãng là bạn phải tôn trọng theo cái luật của hãng rồi. Bạn không nhúc nhích rục rịch gì được hết cả. Giờ làm việc là bạn làm việc, bạn đi tiểu một lần cũng đỡ, phải đi tiểu một trong vòng mà 2 tiếng đồng hồ của giờ, trong cái giờ đầu làm việc chưa tới giờ nghỉ giải lao, mà bạn đi tiểu 2-3 lần là thằng quản lý nó nhìn bạn đó, nó nhìn bạn đó nha. Nó không phải đơn giản đâu,
mà bạn làm hở tay cũng không được, vì hãng nào cũng có rồi, từ nhân viên là tới leader, leader tức là một người coi 4-5 người đó, giống kiểu là tổ trưởng đó các bạn, rồi tới manager là quản lý, coi cả mấy leader, tức là manager là quản lý, chỉ cần họp với anh tổ trưởng này thôi, phân phối hỏi chuyện công việc rồi với anh nó về xuống dưới nhóm về nói chuyện lại với nhân viên dưới nhóm của mình, trong tổ của mình. Đó là cách người ta làm việc rất là đâu vào đó, không có kiểu mà lơ tơ mơ được, không có kiểu mà dèm pha giành giật được. Chỉ ngồi trừ cũng có là những các bạn đi qua làm móng tay đó, làm nail đó, thì làm nail thì trong chỗ tiệm thì cũng có đôi khi tới đông đông người làm, 9-10 thợ nail, 9-10 thợ nail, thì các bạn thử nghĩ đi, mà nail là đa số người Việt chúng ta thôi, chủ cũng là Việt Nam mà thợ cũng là Việt Nam, thì cái chuyện gièm pha cô này gièm pha anh nọ hay chị nọ đó là chuyện bình thường, rồi giành nhau khách cũng là chuyện bình thường, rồi chửi nhau vì khách cũng là chuyện bình thường, rồi giành nhau đồng tiền tip cũng là chuyện bình thường. Nói chung đó là khi người Việt chúng ta làm chung với nhau thì chắc chắn sẽ có chuyện, sẽ có chuyện với nhau, nhiều chuyện mà nhiều khi không có ai quay phim đầy đủ để cho các bạn coi. Chứ nếu quay những cái đoạn phim trong cái sinh hoạt của những cái người làm móng tay, những chủ móng tay và khách móng tay như thế nào, các bạn sẽ thấy cũng vui lắm, vui lắm, thì các bạn sẽ biết được cái đời sống của những người làm móng tay và công việc của họ làm như thế nào. Thì tôi thấy cũng nhiều khi các bạn ở trên Facebook cũng có livestream khi bạn ấy, các bạn ấy đang làm móng tay móng chân cũng có. Cho nên cái chuyện giành giật nhau là như vậy. Còn chuyện làm sáng đến tối là cũng là chuyện một tuần 6 ngày, chỉ nghỉ được một ngày, ngồi trừ làm hãng và làm cho chính phủ thì một tuần làm 5 ngày thôi, tới thứ sáu là nghỉ lễ rồi, à, nghỉ cuối tuần rồi. Còn làm chợ, làm tiệm, làm móng tay, làm cắt tóc là phải làm 6 ngày, nhiều khi làm 7 ngày luôn các bạn. Nghỉ ở nhà không có biết đi đâu chơi, chẳng qua họ nghỉ một ngày rồi là ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba gì là để họ đi mua, gọi là supply đó, người ngành này gọi là đi mua supply. Supply là những cái đồ mà sơn, bấm móng tay hay là nước đủ thứ, tức là những gì cần thiết cho cái nghề của họ. Treo bùi ủng hộ em. Bạn Phương Nguyễn, lý do gì mà đám cờ vàng luôn muốn Việt Nam có chiến tranh vậy nhỉ? Thì bây giờ họ không ở bên kia xa quá, bên kia bờ đại dương xa quá, họ không làm gì được, chỉ chửi thôi, chống cộng bằng chửi. Ai chửi người, ai chửi nhiều là anh hùng, như tôi cũng đã nói trong clip vừa rồi trước đó đó, ai chửi nhiều là người đó anh hùng. Thì bây giờ họ muốn cho Việt Nam mình có một cái chiến tranh, muốn chiến tranh để mà đất nước tan hoang đi, rồi cho một cái cho Mỹ vô đi, Mỹ chẳng hạn vô Mỹ chiến tranh Việt Nam, rồi chiếm Việt Nam, rồi đưa họ về làm lãnh đạo, làm lãnh tụ. Họ chưa chưa làm lãnh đạo, chưa làm lãnh tụ, chiến tranh chưa ra mà họ đã vô nằm trong tủ lạnh mất tiêu rồi. Đó, chỉ có một cách như vậy thôi bạn. Đó là họ mới có thể được làm lớn ở Việt Nam thôi, mà họ không biết rằng họ 70-80 tuổi hết cả rồi, như các bạn hồi nãy chia sẻ hỏi thắc mắc đó. Nghi phạm Nguyễn Hồng Phúc bị khán giả chửi nhiều quá, bây giờ ít lên Bosa TV. Nếu còn lên chửi Việt Nam, nếu về Việt Nam, Hồng Phúc đi tắm cầu chữ Y. Bạn Phát Đạt, theo thiểu năng suy nghĩ của các lão chống cộng, chống gậy và bồn không thiện cảm với cộng sản, thì chính phủ Mỹ rất ngu mới bỏ ra hơn 1 tỷ đô để xây tòa đại sứ ở Hà Nội. Rồi bạn Dương 61 luôn ủng hộ và thích kênh của anh Thủy. Bạn Dương 61 này làm tôi nhớ ngày xưa tôi đi chơi ở trong Paw Talk, mà tôi hay thỉnh thoảng hay chia sẻ các bạn đó, bên cái mạng Paw Talk, lúc lúc đó là Facebook chưa có nữa kia, thì là tôi dùng cũng là Châu 61, vì tôi tên Châu và sinh năm 61 cho nên tôi dùng Châu 61. Và các bạn nào đã biết tôi bên YouTube, bên Facebook rồi thì vô đây, là có một lần có cái bạn chơi bên Facebook vô chào tôi là chào anh Châu 61 đó.
ức Dũng Nguyễn. Nhận ra quá lâu rồi, Việt Tân, một tổ chức khủng bố, đã bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. In Thái Lê, vô ơn với Tổ quốc và nhân dân, sống chui lủi nơi đất khách, chết một xương một. Bạn Thế Nguyễn, tuần vừa rồi em có nghe đài VOA Mỹ biết trước Ukraine sẽ thua. Em nhớ lại hôm Tết đi chợ mua ít vôi trào cao để trước ông bà. Em cũng nghe mấy bà bán thịt cá ở chợ cũng nói thế. Tức là ý bạn nói rằng là đài VOA nghe lại các bà bán chợ cá rồi loan tin lại phải không? Như vậy là bạn chế giễu của đài VOA hơi nặng đó nha. Hơi nặng đó. Bạn NRH Chiến, anh có biết Úc, Canada, Đức, Pháp, Anh cuộc sống có căng thẳng như ở Mỹ không? Cũng giống nhau bạn, cũng căng thẳng giống nhau cả, cũng chi phí cũng giống nhau cả. Đó là cái lối điều hành người dân của các nước tư bản, nó đã vậy rồi, đã có từ xưa đến giờ rồi. Và các cái nước công kỹ nghệ nó như vậy rồi. Vì vậy mà mọi người phải như cái máy, bạn không dừng được, bạn phải quay theo quay theo trái đất, mọi người quay, bạn phải quay, bạn đứng lại là người ta ủi bạn té đó. Cho nên nó đều giống nhau hết cả. Vì vậy mà tôi cũng có lần, tôi đã nhiều lần đã nói Việt Nam chúng ta nên đi từ từ, mà đi từ từ là người dân sướng đó các bạn, các bạn sướng lắm đó. Chứ còn các bạn mà đòi đi nhanh hơn nữa, đi giống như Mỹ, như Úc, như Đức là các bạn chỉ có chết thôi, chỉ có khổ thôi. Càng nhanh bao nhiêu, càng tăng tiến như các nước đó bao nhiêu, là các bạn chỉ làm nô lệ cho mọi thứ, chứ các bạn không có thời giờ để mà sống cho đời, cho chính mình, cho cuộc đời của mình. Nô lệ từ lúc ra trường, đi học, đi làm cho đến cuối cuộc đời. Đó là cái đời sống của các nước tư bản, sống trong cái nền công kỹ nghệ, nhất là công kỹ nghệ hiện đại. Công kỹ nghệ hiện đại nó đi quá nhanh, đi quá nhanh là bạn lại thêm khổ. Đó, tôi nói cho bạn là bạn đủ biết rồi. Chẳng hạn như bạn chưa biết hết cái này mà cái khác nó đã ra rồi, bạn chưa biết hết cái khác nữa đã ra rồi, như vậy là bạn đi đâu có kịp. Thay vì bạn đi coi cái này cho biết, hiểu rõ hết tận tình tận mọi thứ này nọ rồi đi qua cái khác, cũng giống bạn học thôi. Bạn học cái của chương vậy, bạn học cái 2 với 2 là 4, học xong thứ 10, 20 xong rồi bạn mới qua của chương thứ 3, đúng không? Thì cái đời sống cũng vậy. Cho nên các bạn đừng có bảo rằng Việt Nam phải đi chậm quá, đi thua mẹ, thua nước này, nước nọ. Không cần thiết, cái đó không thiết. Cái quan trọng là đất nước an ninh và cái đời sống người dân nhàn nhã, thảnh thơi, hạnh phúc. Cái đó là quan trọng. Không đòi hỏi phải có đủ chiếc iPhone 16, là cái quần jean Levi, hay là chiếc đồng hồ Rolex, hay là đồng hồ long jean đại khái như vậy, hay là chiếc xe Mercedes, xe Lexus. Đâu cần thiết, miễn có chiếc xe chạy là được rồi. Bạn ham muốn, lúc đầu, những ngày đầu bạn đem chiếc xe về, bạn coi nó giá trị, bạn lau, bạn chùi được ngon là lắm, sạch sẽ. Từ trong ra ngoài được đâu một tháng, các bạn làm lơ, nhiều khi bụi bặm đi, nước dơ vậy bạn cũng bỏ một đống, nó không thèm lau, không chùi nữa. Đó. Cái vật chất nó sẽ mau tàn là như vậy. Còn cái đời sống của các bạn nó thảnh thơi và hạnh phúc, cái điều đó mới là điều quan trọng nhất, cho mà các nước trên thế giới không có một nước nào tìm thấy được. Cho nên tôi mới nói rằng là các nước trên thế giới phải học Việt Nam, phải học cái đời sống của người dân Việt Nam để cho cuộc đời nó được thảnh thơi. Bây giờ bạn được mong ước đủ thứ hết rồi, cuối cùng bạn có cũng như không. Bạn mong xe điện, có xe điện rồi, nhiều khi nó hết điện cũng bực vậy. Không có chỗ sạc điện, sạc pin, bạn cũng bực dậy, bạn xe bạn nằm một chỗ thôi. Bạn đi xe xăng, hết xăng, không có trạm xăng cũng vậy. Cái điện thoại của bạn mà bạn mua iPhone 15, 16 đi chăng nữa, mà bây giờ hết pin rồi bạn cũng thành cục sắt thôi. Đó, cho nên vật chất không có gì chúng ta phải cho nó là quan trọng. Không cần thiết phải chạy theo nó để bằng nước này, bằng nước kia.
Cái quan trọng là an ninh, bình an, dân sống hạnh phúc, đời sống ấm no, người dân có một chút thảnh thơi để giải trí cho cuộc đời. Cảm ơn quý anh chị và các bạn. Chưa, một câu cuối cùng nữa, một câu cuối cùng nữa của chương trình tối hôm nay. Minh Phú Dương, bạn Minh Phú Dương nói rằng: chúc bạn Thủy được nhiều sức khỏe. Bình luận về 1972 mùa hè đỏ lửa là sự thật. Đó các bạn trẻ ơi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem chương trình của Châu Trương Vlog và ủng hộ và quảng cáo cho bạn bè, người thân vô coi. Xin thành thật cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt.